xin chào mọi người. Trong cái video clip này, em sẽ đi nói về toàn bộ thông tin của cái khóa học Marvelous qua video clip nhé. Thế thì trong cái video clip này sẽ gồm có 4 phần ha. Thứ nhất là em sẽ đi nói về cái phần mềm Marvelous nó là gì và cái ứng dụng của nó như thế nào. Ở phần thứ hai em sẽ đi nói về nội dung của các khóa học là nó sẽ gồm có bao nhiêu bài nè, chủ đề của mỗi bài đó là gì nè. Ở phần thứ ba thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi đăng ký khóa học ha. Và ở phần cuối cùng thì em sẽ đi nói về những cái lưu ý khi mà mình tham gia khóa học nè, hay là những cái câu hỏi thường gặp nha. Bây giờ thì mình sẽ vào từng phần nhé. Marvelous nó là cái phần mềm dùng để vẽ vải vóc ha. Vậy trong cái khóa học này mình sẽ sử dụng nó, mục đích là để hoàn thiện những cái phần nệm hay là những cái phần vải vóc ở trên cái đồ furniture của mình, ở trên những cái sofa nè hay là ghế đồ ha. Hẳn là các bạn cũng biết ở bên 3D thì nó cũng cho phép mình vẽ vải vóc rồi ha. Nhưng mà khi các bạn vẽ bên 3D á thì nó sẽ có những cái nhược điểm rất là lớn. Thứ nhất là nó nặng nè, thứ hai là thao tác của nó rất là lâu, và thứ ba là nó không có trực quan, cho nên là mình rất khó thao tác trên nó. Thế thì qua cái phần mềm Marvelous này nó đã loại bỏ được hết những cái nhược điểm mà bên 3D mắc phải ha. Và đây là một số cái ví dụ mà mình có thể vẽ trong Marvelous này. Đồng thời đó cũng là những cái bài tập mà sẽ có ở trong cái khóa học của mình luôn ha. Ví dụ như là mình có thể vẽ rèm nè. Các bạn có thể thấy là thao tác của nó sẽ rất là dễ dàng nè, và cái tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lại mình vẽ bên 3D Max nhé. Hay là đối với lại những cái món đồ mà nó có cái hoa văn ở trên ghế nè hay là trên sofa nè, thì mình có thể tạo được nó một cách dễ dàng bằng cái phần mềm Marvelous này nha. Nếu như mà mình thực hiện những cái nếp nhăn như thế này bên 3D Max thì nó sẽ cực kỳ lâu luôn ha. Nhưng mà đối với lại cái Marvelous này nè, thì sau khi mà mình đã vẽ được cái avatar rồi thì cái phần mà tạo nếp nhăn này nó chỉ mất khoảng 4 cho tới 5 phút thôi là mình đã làm được nó rồi nhé. Rồi cái ví dụ cuối cùng đó cũng là cái ảnh bìa của cái khóa học của mình ha. Thì cái món đồ mà có cái nhấn lộn của điện á, mình cũng có thể thực hiện nhanh chóng ở trong cái phần mềm Marvelous này nhé. Hy vọng là qua những cái ví dụ vừa rồi, mọi người có thể hình dung ra được cái phần mềm Marvelous nó là gì. Và cái mục tiêu chính của cái khóa học này đó chính là mình sẽ đi giải quyết những cái phần nệm hay là những cái vải vóc ở trên những cái món đồ furniture ha. Rồi, bây giờ sang đến phần thứ hai thì em sẽ đi nói về nội dung của cái khóa học này đó là gì nhé. Thế thì ở trong cái khóa học này em sẽ chia nó ra làm 8 bài ha. Và 8 cái bài này sẽ được chia thành 50 cái video clip. Và tổng thời lượng của 50 video clip này nó sẽ là hơn 10 tiếng nha. Đấy là sơ lược qua một số thông tin về khối lượng ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cụ thể từng bài để xem là 8 bài đó là 8 bài gì nè, và nội dung của những cái bài học đó là như thế nào ha. 8 bức hình này cũng chính là một lục ở trong cái khóa học của mình nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào từng bài nè. Ở bài 1 thì mình sẽ học về vẽ gói nè ha. Sang tới bài 2 thì mình sẽ vẽ rèm. Ở bài 3 thì mình sẽ học vẽ về đôn nè. Ở bài 4 thì mình sẽ học vẽ sofa ha. Sang đến bài 5 thì mình sẽ học cái cách tạo nếp nhăn ở trên đồ nội thất nhé. Ở bài 6 thì mình sẽ đi thực hành cái cách tạo hoa văn trên những cái món đồ như thế này nhé. Ở bài 7 thì mình sẽ học kỹ hơn về ba dạng nhấn lỗ này. Bài 8 thì nó chính là những cái bài tập tổng hợp ha. Ở trong cái giáo trình này thì mỗi khi mà đi nói về một cái công cụ mới, em luôn có một cái bài thực hành cho mình về cái công cụ đó để mình có thể ứng dụng được liền và hiểu được cái công cụ đó là gì và sử dụng như thế nào ha. Một điều nữa các bạn có thể để ý là ví dụ như ở bài 1 part 4 này, ở cái dòng chữ offset at internal line này em sẽ để nó là màu trắng ha, là bởi vì đây là lần đầu tiên mình gặp cái công cụ này. Sang đến bài 3 thì mình lại một lần nữa mình sẽ gặp cái công cụ offset at internal line đó, thì lúc này em sẽ note cái chữ nó màu xám ha. Như vậy thì về sau để tìm hiểu lại cái công cụ nào đó thì các bạn có thể dựa vào cái mục lục này để tra đến cái phần mà mình cần tìm hiểu lại nhé. Ở trong cái khóa học này em cũng sẽ có những cái trang note tài liệu trông như thế này ha. Ví dụ như là cái bài này em có note lại từng bước của cái cách dựng nè ha. Còn trên đây là một số cái sản phẩm mà nó cùng dạng với lại cái bài này. Mình có thể áp dụng những cái kiến thức đã học ở trong cái bài này để dựng những cái sản phẩm ở phía trên ha. Tuy nhiên thì em cũng sẽ phải nói trước một điều, đó chính là vì một số lý do mà em không có đi xuất những cái trang tài liệu này ra thành một cái file PDF hoàn chỉnh ha. Như vậy thì những cái trang tài liệu này nó sẽ nằm ở đâu ha? Những cái trang tài liệu này thì nó sẽ nằm ở trong cái video clip của ngay cái bài học đó luôn nhé. Và cái điều cuối cùng mà mình cần lưu ý ở cái phần nội dung này, đó chính là đây là một cái khóa học về phần mềm Marvelous ha. Vì thế thì em chỉ đi nói về Marvelous thôi. Cụ thể thì thí dụ như một cái ghế như thế này này, đó thì nó có cái phần vải là mình sẽ dựng nó ở bên Marvelous ha. Có một số bài thực hành đó thì mình cần một cái model đã được dựng ở bên 3D Max như thế này rồi. Thế thì những cái bài nào mà cần một cái model như vậy ha, thì em sẽ cung cấp cho mọi người cái file thực hành. Thì em đã xuất ra thành một cái file OBJ như thế này. Nó chính là cái avatar mà mình sẽ đưa vào trong cái Marvelous của mình để mình có thể vẽ được cái phần vải này cho nó nhé. Đấy là toàn bộ nội dung của các khóa học của mình ha. Thế thì ngoại trừ 8 cái bài mà theo cái giáo trình đó, vì sao thì em sẽ update thêm những cái tutorial chỉ dành riêng cho học viên. Đó có thể là một cái clip về update kiến thức
Nếu như mà sau này Marvelous nó update công cụ mới thì em sẽ update kiến thức thêm ha, hoặc là những cái bài tập thêm để mà mình có thể đi thực hành và hiểu rõ hơn các phần mềm Marvelous này nhé. Đấy, sau khi đã tìm hiểu về các nội dung của các khóa học này, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi đăng ký các khóa học này nhé. Để đăng ký khóa học thì các bạn có thể truy cập vào trang web 3dtutorial.net. Sau đó rồi các bạn có thể tìm đến cái trang về Marvelous Designer nè ha. Tại đây thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin về khóa học nhé. Sau khi đã tìm hiểu xong rồi và các bạn quyết định đăng ký học thì các bạn có thể bấm vào cái chữ mua khóa học ở đây. Các bạn lưu ý nè là cái trang web này mình chỉ mở một cái cổng là đăng nhập bằng Facebook. Khi mà các bạn bấm vào chữ mua khóa học nè thì nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập bằng Facebook nhé. Các bạn cứ việc nhấn vào đây nè. Như thế này là nó đã đăng nhập được bằng Facebook rồi ha. Tiếp theo thì các bạn hãy bấm vào mua khóa học. Mình sẽ bấm vào tiến hành thanh toán nhé. Nó sẽ nhảy ra một cái hóa đơn như thế này ha. Các bạn hãy bấm vào chữ đặt hàng này. Để mua khóa học thì các bạn có thể chuyển khoản qua cho mình bằng một trong hai ngân hàng này ha. Ngân hàng Đông Á hoặc là ngân hàng Techcombank. Ở trong nội dung chuyển khoản á, thì mình nhớ là ghi họ tên, số điện thoại và tên các khóa học ha. Các khóa học này tên là Marvelous Designer. Để chắc chắn hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook nhé. Facebook của mình ở đâu thì các bạn có thể bắt lại ở cái trang này nè ha. Các bạn kéo xuống dưới á, thì mình có để dẫn đến cái link là Facebook nè. Facebook của mình là Nguyễn Minh Khoa này nha. Tại đây thì các bạn có thể gửi cho mình một cái tin nhắn để thông báo là các bạn đã chuyển khoản rồi. Mình sẽ xác nhận thông tin và add bạn vào group học nhé. Sau khi mà mình đã add bạn vào trong group học rồi đó thì các bạn hãy quay trở lại cái trang Marvelous ở đây nha. Lúc này thì các bạn sẽ thấy được cái chữ học ngay nó ở đây nè. Khi mà mình bấm vào đây như vậy thôi là mình đã vào được cái phòng học rồi nhé. Trong trường hợp bạn chưa có download hay là cài đặt setup cái phần mềm Marvelous của mình thì các bạn hãy bấm vào đây nè ha. Trong một cái trang như thế này thì ở đây nó chính là cái video clip nè, bên đây sẽ là cái danh sách của cái bài học ha. Đối với lại những cái phần mà có download tài liệu á thì các bạn hãy kéo xuống đây nè, xong rồi cái mình bấm vô chữ download tài liệu ha. Lúc này nó sẽ nhảy ra cái trang Dropbox cho mình. Rồi, các bạn có thể download ở cái trang này nhé. Bằng cách là các bạn có thể bấm vào cái ba chấm này nè, xong rồi mình sẽ bấm vô download nè ha. Thì nó sẽ tự động download xuống đây cho mình nhé. Quay trở về phòng học thì ở đây mọi người có thể thấy là danh sách 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bài như là em đã nói ở trong cái giáo trình ha. Đối với lại bài 1 2 3 thì mình chỉ có video clip thôi, mình chưa có file thực hành ha. Tại vì 100% là bài này mình sẽ thực hành nó ở trong Marvelous luôn. Bắt đầu từ bài 4 thì mình sẽ có những cái file thực hành đó. Đó, bên đây là cái video clip nè ha. Bên đây là danh sách của cái bài học của mình. Rồi, dưới này thì nó chính là cái chỗ download file thực hành ha. Cũng tương tự như là khi nãy, các bạn hãy bấm vào download tài liệu nè thì nó sẽ dẫn đến trang Dropbox ha. Lúc này thì mình có thể download cái file thực hành xuống nhé. Rồi, trở lại trang này, mình có một cái tính năng nhỏ nhỏ, đó chính là đối với lại những cái video clip nào á bạn đã học rồi thì các bạn có thể bấm tích cái màu xanh lá ở đây ha. Đấy, như vậy á, khi mà mình về phòng học á thì mình có thể quản lý được là cái bài đó mình đã học được tới phần nào rồi ha. Rồi, em vừa giải thích xong cái cách mà mình sẽ xem video clip ở trong cái khóa học này nhé. Đấy là cái cách mà mình đi đăng ký cái khóa học ha. Rồi bây giờ thì em sẽ sang cái phần thứ tư, đó chính là những cái lưu ý trước khi mà mình đi đăng ký khóa học nè, hay là những cái câu hỏi liên quan tới khóa học nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái câu hỏi đầu tiên, đó chính là cái khóa học này qua cái video clip á, vậy thì nếu như mà trong cái quá trình mình học mà có một cái vấn đề gì đó mình không hiểu thì mình có thể hỏi ở đâu ha, và sẽ được giải đáp thắc mắc như thế nào? Cái cách dễ nhất là mọi người hãy liên hệ với em qua Facebook Nguyễn Minh Khoa và inbox trực tiếp cho đó nhé. Như vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra ha. Một, đó là câu hỏi về kiến thức cơ bản và chắc chắn đã có trong cái giáo trình rồi, thì em sẽ chỉ ra cái phần mà mọi người cần xem lại để tránh cái trường hợp mình bị bỏ sót kiến thức cơ bản nha. Cái trường hợp thứ hai, đó là một cái câu hỏi thêm và nó không có trong cái giáo trình. Như vậy nếu như cái câu hỏi nó đơn giản và có thể trả lời nhanh thì em sẽ trả lời trực tiếp ở trong inbox. Còn nếu như đó là một cái câu hỏi phức tạp thì em sẽ trả lời bằng cách là em sẽ quay thêm một cái video clip để giải đáp cái thắc mắc đó nhé. Rồi sang cái câu hỏi thứ hai, đó chính là cái khóa học này thì nó có thời hạn là 1 năm. Như vậy thì sau 1 năm á, nếu như mà mình cần xem lại video clip nào hay là mình cần update thêm kiến thức nào thì sẽ như thế nào ha? Rồi trước tiên thì em sẽ đi nói về cái 1 năm này nhé. Cái khoảng thời gian 1 năm này nè, đó là một cái khoảng thời gian rất là thoải mái để mà mình có thể theo kịp được cái khóa này ha. Nếu như một tuần mình học 3 buổi và mỗi buổi mình dành 2 tiếng đồng hồ thôi thì trong vòng 3 tuần là mình đã học được cái giáo trình này rồi ha. Tuy nhiên là nếu như vì một cái lý do nào đó mà mình bị gián đoạn nè, hay là sau một khoảng thời gian rất là dài và mình cần ôn lại bài hơn, hay là mình cần update thêm kiến thức về các phần mềm Marvelous và lúc đó đã hết 1 năm rồi, thì lúc này mọi người có thể liên hệ lại với em nè, và mình sẽ đóng một cái khoản quý là 500k thôi để mình có thể gia hạn được thêm 1 năm nữa nhé. Rồi bên cạnh đó thì cái 1 năm này nó cũng là một cái yếu tố tâm lý á, khi mà mình có một cái khoảng thời gian nhất định thì mình sẽ có nhiều động lực hơn để mà mình hoàn tất được cái khóa học á. Nếu như mà không có cái khoảng thời gian giới hạn á thì đôi khi là mình bị cái tâm lý ỷ lệ á, mình nghĩ là
lúc nào mình cũng có thể học được. Vì thế là cái mình cứ kéo dài cái kế hoạch ra và cũng chả bao giờ mình hoàn thành nó được luôn. Hẳn là một số bạn cũng đã biết đó, là 3 năm qua em có một cái khóa học, đó là cái khóa học phương pháp định hình. Thế thì ở cái thời kỳ đầu á, em chưa có đưa cái nội dung Mindfulness vào trong cái giáo trình. Vì thế là nếu như mà bạn học viên nào đã từng học với em ở trong cái khóa học phương pháp định hình rồi và hiện tại là mình muốn học thêm cái phần Mindfulness này nữa, thì em sẽ có cái ưu đãi, đó chính là em sẽ giảm 1 triệu ha. Nghĩa là ở thời điểm hiện tại khóa học này là 3,5 triệu, thì em sẽ giảm xuống 1 triệu là còn lại là 2,5 triệu thôi nhé. Đây là cái ưu đãi chỉ dành riêng cho học viên cũ ở khóa phương pháp định hình rồi ha. Còn một điều nữa mọi người lưu ý giúp em là đây là một cái lớp học qua cái video clip. Như vậy thì mình có cái lớp học nào online hay không? Thì em sẽ trả lời là có nhá. Hiện tại em đang có một cái lớp học, đó chính là lớp học phương pháp định hình. Thông tin cơ bản thì lớp đó sẽ gồm có 21 buổi học ha. Trong 21 buổi học đó thì mình sẽ có 6 buổi là học về phần mềm Mindfulness ha. Vì thế là các bạn cũng có thể cân nhắc giữa việc tham gia lớp học qua video clip này hoặc là lớp phương pháp định hình học online qua Meetingzoom nhé. Rồi thế thì nội dung chi tiết của các khóa học phương pháp định hình nè, hay là lịch khai giảng nè, lịch học như thế nào thì các bạn có thể xem trên trang web 3dtutorial.net nhé. Bởi vì là có một số bạn đã biết 3D Max rồi và chỉ cần học thêm Mindfulness thôi, hoặc là các bạn cần linh động về thời gian thì các bạn có thể là lựa chọn cái phương án là học qua video ha. Đây, thế thì tùy vô cái nhu cầu và cái mục đích của mình mà mình lựa chọn cái lớp cho nó phù hợp ha. Rồi cuối cùng thì em có một số cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa, đó chính là nói ra những cái điều này á thì thôi thì là mất lòng trước được lòng sau ha. Quan trọng nhất là em muốn nói rõ ràng trước từ đầu để về sau mình sẽ không có những cái thắc mắc sau khi mà mình đã đăng ký ha. Thứ nhất đó chính là cái trang web 3dtutorial.net này nè. Hiện tại em chỉ mở một cổng duy nhất là mình đăng nhập bằng Facebook và em sẽ không có access Facebook ảo được nhé. Rồi cái điều thứ hai đó chính là mọi người cứ cân nhắc cho thật kỹ trước khi mà mình chuyển khoản ha. Bởi vì là em không thể nào hoàn tiền sau khi mà mọi người đã đăng ký xong và em đã add mọi người vào trong lớp học rồi nhé. Rồi cái điều cuối cùng đó chính là mình sẽ không có download video ở trong khóa học này ha. Thật ra là ở trong phòng học em đã sắp xếp những cái video theo thứ tự rồi. Vì thế là dễ nhất là mình cứ follow theo những cái bài học mà em đã sắp xếp sẵn để mà mình đi hoàn tất được cái khóa học này nhé. Đó là một số điều mình muốn lưu ý và cũng nói rõ ràng từ đầu để dễ hơn cho mình sau này ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi đến giờ phút này. Hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái video clip khác nhé. Bye 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 bye. Xin chào mọi người nè.